Anh Thanh ơi, anh Thanh ơi, anh đang ngó mong gì đó mà nãy giờ em kêu muốn chết à? Anh nhìn cái gì mà say mê dữ vậy? Anh nghe một chuyện sau khi mới vừa ra thăm ruộng, thầy đã rau dừa non thiệt là non, em hái để trưa chăm với mắm đồng. Dạ. Khen tặng quá lời làm cho em mắc cỡ, sáng hôm nay mặt trời lên đẹp quá, sương lam đầu ngõ chưa tàn, đã nghe tiếng họ theo gió đưa xa.
Em tập nó nói rằm ba tiếng chị Huyên ơi, để nó nhắc anh nghe mỗi ngày. Phải nhớ tới Nguyên chứ đừng nhớ tới ai, cô Sáu, cô Mười, cô Huệ hay là cô Mai. Anh Thanh ơi, mới hồi khuya hôm qua đó, khi em vừa cho tầm ăn xong thì má kêu em lên nhà trên má hỏi. Má hỏi vậy chứ thằng Thanh con năm ngữ đó, mày có ưng nó không thì trả lời ngay để tao trả lời với anh. Để anh nhờ mai mối mà lo việc hôn nhân cho hai đứa. Em đứng ngồi lâu rồi em nói, dạ con bằng lòng. Rồi cái má nói, thì má của em mà má em cũng là má của anh chứ bộ. À má nói, Huyên à, con ráng lo ruộng rẫy xong xuôi đặng còn lo mua sắm tết, mà cái tết năm nay là một cái tết quý hoàng. Còn em thì có cậu ba mẹo làm chủ hôn bên gái. Chuyện gì vậy anh? Có gì đâu mà kẹt. Em nói cho anh nghe nè, muốn cưới vợ phải chịu cực khổ, bực mình chút đỉnh, có ăn nhầm gì đâu nè.